trong việc cập nhật xu hướng làm đẹp mới nhất. Thẩm mỹ quốc tế Bali tự hào là đơn vị được chuyển giao công nghệ độc quyền trẻ hóa da, đan sợi collagen Diamond Fiber từ các chuyên gia Hàn Quốc. Liệu pháp trẻ hóa da sợi collagen Diamond Fiber sử dụng sợi collagen sinh học tự tiêu có xuất xứ hoàn toàn từ Hàn Quốc, rất phù hợp với cơ địa của người châu Á. Sợi collagen Diamond Fiber là sự kết hợp giữa collagen và protein dính vào phần mô dưới da, có khả năng định hình, nâng đỡ các phần mô bị trùng nhão, giúp tăng sinh collagen, tạo liên kết bền chắc như kim cương, có tác dụng nâng cơ, kéo căng da, giúp loại bỏ các nếp nhăn ngay tức thì, trả lại làn da đầy sức sống, gương mặt thanh tú, trẻ da tới 10 năm chỉ sau 60 phút. Đan sợi collagen Diamond Fiber là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật trên da, dùng sợi collagen sinh học để đính vào phần mô dưới da, kéo căng và nâng vùng da chảy xệ đến 90%. Hiệu quả tức thì ngay sau khi thực hiện. Đan sợi collagen Diamond Fiber là phương pháp hiện đại xóa bỏ các nếp nhăn trên gương mặt và cổ mà không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, không cần nghỉ dưỡng và được chuyển giao độc quyền cho thẩm mỹ quốc tế Bali. Theo thời gian, làn da của phụ nữ sẽ dần trở nên lão hóa, ảnh hưởng nhiều tới vẻ bề ngoài của phụ nữ, khiến cho gương mặt của họ không còn vẻ tươi trẻ. Đan sợi collagen Diamond Fiber sẽ cải thiện hoàn toàn tình trạng vùng da chảy xệ, giúp kéo căng những vùng da có khả năng bị trùng nhão nhiều nhất trên khuôn mặt như hai bên ranh rồng, vùng nọng cằm, vùng da dưới mí mắt. Đan sợi collagen Diamond Fiber chính là liệu pháp trẻ hóa da an toàn, hiệu quả tại Bali và đã được nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Đây mắt mà mình này, da rất là nhăn này, đuôi mắt nhăn này, với khóe miệng rất là xấu nhăn, thì bây giờ mình đã thấy cải thiện rất là nhiều khi mình đã dùng cái liệu trình đó, thì mình thấy da, làn da của mình nó không còn bị nhăn như trước nữa, và căng mịn đẹp sáng lên. Mình thấy da của mình đã giảm nhăn đi rất là nhiều và da căng bóng ra, những cái rãnh khóe cười ấy trước kia nó rất là sâu, giờ nó đã được đầy lên và mờ đi rất là nhiều rồi. Để nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên gia của thẩm mỹ quốc tế Bali cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn về liệu trình trẻ hóa da đan sợi collagen Diamond Fiber, vui lòng liên hệ hotline 0386 463 463